Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên Etherlight Shop, nhận 5 tóc cần có ký hiệu là ETL nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi bấm bấm continue các bạn. Đây trên nguồn gốc 693. Trên nguồn bot là mình biết các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Con này chạy trên tảng EC20 các bạn. Tiếp tục join tiếp kênh seller. Rồi tiếp tục follow Twitter và Winbot. Trên Twitter các bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè. Thời gian này khá là tiềm năng nè các bạn. Rồi. Podcast. Tập càng less. Tôi cần LT này sẽ list sang xây và chain nè các bạn. Rồi bấm don. Rồi chọn tiếp kênh seller. Rồi chọn gọi bấm don. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow chán nha các bạn. Giờ không có bỏ kèo nào hết chứ các bạn. Rồi tiếp tục follow like Facebook. Rồi trên Facebook thì các bạn thích nè các bạn. Xuống đây các bạn like nó một bài đi các bạn. Rồi bạn chia sẻ công khai luôn đi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Bấm đòn. Tiếp tục submit đường link profile Facebook nha các bạn. Thì các bạn mở Facebook của mình ra nè. Còn nhập vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhập vào ba cánh cùng nè, các bạn chia sẻ nè, sao chép đường link cá nhân của mình nè. Ok, rồi bạn bắt đắp lên nè, rồi là support nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè, bấm don nè. Ê. Tiếp tục submit username Instagram thì các bạn gõ Instagram nè. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi gửi lên cho bot nè. Các bạn nhớ thêm mã cộng đầu tiên nha các bạn. Sao chữ bự quá. Rồi luôn. Rồi tiếp tục xem tiếp kênh seller nè. Đây gấp 6 gọn gàng bấm đòn nè. Tiếp tục con submit địa chỉ THEC20. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên MetaMask đó các bạn. Để cho bot nè. Rồi. Thì các bạn đã nhận được 5 cần có hiệu LT coin nè các bạn. Vậy video mình các bạn chỉ đến ghép chia sẻ một bè những thằng mấy cái tôi cần các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.